Bài 7 chúng ta dừng lại cái phần tính từ và trạng từ. Ok chưa? Rồi thử là đúng không? Có bạn nào trả lời giúp giùm? Dạ. Anh rớt đúng không? Anh rớt rồi. Alo. Hello, hello. Đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là sẽ học phần exercise này đấy cô. À rồi, ok. Cảm ơn em. Rồi, ok. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần exercise này ha. Thì chúng ta sẽ có, để coi coi có bao nhiêu câu trong cái bài tập 1 này đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu. Ok, rồi một bạn làm giúp dùm 3 câu nha, 6 câu. Thì nội dung của nó là như thế này, là người ta yêu cầu mình xem coi những cái từ mà in đậm này nó thuộc loại từ gì, hay nó thuộc từ loại gì. Ok. Rồi bây giờ thử ha. Rồi bạn để coi bên nào, không biết bên nào đi trước nữa nha. Giờ tại hai bên. Thôi bên này Yến Hương đi ha. Rồi Yến Hương, câu số 1. Theo em đây là từ loại gì em? À, dạ thưa cô, con số 1 là tính từ ạ. Rồi ok, tại sao em biết nó là tính từ nè? À, nó sao động từ chỉ trạng thái become ạ. Ừ, ok đúng rồi. Ở đây chúng ta có động từ chỉ trạng thái become thì nó sẽ là tính từ rồi. Ok, bây giờ em cho dùm hai cái động từ chỉ trạng thái nữa đi em. À, dạ, động từ chỉ trạng thái nữa là seem. Rồi ok. To be. Rồi ok đúng. Chúng ta có động từ to be là quen thuộc nhất ha, và động từ seem. Yeah. Ok. Rồi động từ seem nghĩa là gì em? Dường như ạ. Ừ đúng rồi, ok. Rồi tiếp tục. Câu thứ hai. Câu thứ hai là tính từ ạ. Ừ, nó okay. Sao động từ to be? À này đâu động từ to be đâu? Y important câu thứ hai đúng không? Ừ câu thứ hai. Ủa biết chữ come mà. Come hay là important? Dạ thưa cô là tính từ ạ. Rồi đúng, cũng là tính từ. Tại sao em hả? Sau từ stay ạ. Ừ, ok, sau chữ stay. Thì stay người ta cũng gọi là động từ gì em? Cũng là động từ trạng thái ạ. Rồi ok, nó cũng là động từ chỉ trạng thái. Rồi tiếp tục luôn. Câu thứ 3. Câu thứ 3 là trạng từ ạ. Đúng rồi. Nó bổ nghĩa nó cho động từ answer. Đúng rồi, ok. Yeah. Và động từ trạng từ này người ta gọi là trạng từ gì nhớ không em? Trạng từ hợp quy tắc à? Thì hợp quy tắc. Trạng từ gọi là trạng từ gì em? Thêm đuôi ly. À thêm đuôi ly đúng rồi, gọi là trạng từ gì em? Có bao nhiêu loại trạng từ nè? Trạng từ chỉ cần xúc cái nào không phải. Ừ. Trạng từ này chỉ thể cách à? Đúng rồi, ok. Trạng từ chỉ thể cách ha. Rồi nó có cách nó có cái duly rồi và nó bổ nghĩa cho động từ, đó là động từ gì em? Answer ạ. Ừ ok đúng rồi, nó bổ nghĩa cho chữ answer. Rồi cảm ơn em. Rồi yeah. Xong tiếp tục câu số 4. Rồi bạn nào đây? Ok 4 5 6 là bạn Thu Hằng ha. Rồi ok Thu Hằng. Rồi. Dạ thưa cô, câu 4 là cái này từ này là trạng từ ok đây cũng là động từ trạng từ bốn nghĩa cho động từ praise, được là praise. Dạ đúng rồi. Rồi ok. Rồi. Câu số 5 là present là tính từ. Rồi tính cho danh từ report. À đúng rồi, tại vì nó đứng trước danh từ report. Rồi tiếp tục câu thứ 6. Câu số 6 là trạng từ. Rồi trạng từ đúng trước bổ nghĩa cho difficult là gì em? Difficult. Ừ. Là tính từ. À ok, vậy thì trạng từ này rồi người ta gọi là trạng từ gì em? Từ này người ta gọi là trạng từ gì em? Trạng từ em chỉ hiểu là nó là cái trạng từ này nó bổ nghĩa cho tính từ. Rồi đúng rồi, biết rồi, nhưng mà mình đã học rồi có bao nhiêu loại trạng từ nè. Hồi nãy bạn kia nói là trạng từ chỉ thể cách. Ok chưa? Mình học cái đó rồi. Yeah. Rồi bây giờ em còn biết trạng từ gì nữa nè. Em biết có trạng từ chỉ thời gian, tần suất. Nhưng mà cái này thì nó bổ nghĩa
giống như nó làm tăng cái độ khó lắm em, tại vì em đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nó làm tăng độ khó đó, gọi là gì em? Tần suất độ khó. Không, tần suất sao tăng độ khó, tần suất là số lần mình làm. Dạ, cái này em quên rồi con. Quên rồi, coi lại đi, coi lại bài đi em. Coi lại bài đi. Để các bạn giơ tay, yeah, ok. Dạ thôi cho em bỏ qua. Rồi bạn Tiết Nhung giúp bạn coi em. Cái này gọi là gì em? Dạ thưa cô là trạng từ chỉ mức độ ạ. À. Đúng rồi, ok. Cái này gọi là trạng từ chỉ mức độ. Ok. Dạ. Tại vì dạ, nó tăng cái độ khó. Rồi ok, bạn Nhung rất là tốt. Bạn Nhung cho dùm hai cái trạng từ chỉ mức độ nó coi nè. Hello bạn Nhung. Nữa chắc quý vị dạ. Dạ cô trời. À, đọc dùm cái số à very Nguyễn Tuyết Nhung, đọc dùm cái số thứ tự quá, tại cái ví dụ nghĩ là bạn Nhung là cỡ khoảng số hai mấy à, về tới sáu mươi mấy thì nó khó kiếm quá. Dạ. Rồi rồi ok. Dạ, khoảng 64 á cô. Rồi rồi rồi. 64 á. 66 em 66. Tuyết Nhung. 66 66. Dạ, rồi 66. Dạ. Rồi ok. Rồi đúng. Vậy ở đây chúng ta có chữ very là một, gì nữa em, một cái nữa đi em. Dạ khoai. À, dạ ok, quite, đúng rồi, ok. Rồi xong ha. Rồi tiếp tục bài tập kế tiếp thì người ta yêu cầu mình từ A, B, C, mình sẽ chọn lấy một cái. Rồi ok, chúng ta sẽ có tất cả là mấy câu đây, 4 câu rồi. 4 câu, một bạn làm giúp giùm 2 câu. Ok. Rồi câu số 1, 2. Ai đây? Bên đây, coi ai đây rồi. Bạn còn ai phát biểu nữa ngoài bạn Tuyết Nhung và bạn Thu Hằng? Bên đây có Tuyết Nhung, Thu Hằng, bên còn ai nữa không? Rồi ok, để Tuyết Nhung đi ha. Rồi Tuyết Nhung câu 1. Hello Tuyết Nhung, em giơ tay phải không em? Dạ dạ. Không giơ tay thả xuống ha. Rồi bạn Thu Hằng câu số 1. Dạ câu số 1 em chọn A. Rồi đúng, tại sao em hả? Cụm từ be exempt from. Ừ ok, đúng rồi, chúng ta có chữ exempt from. Rồi exempt from có nghĩa là miễn trừ, miễn trừ từ cái gì đó. Rồi em hiểu câu này là gì em? Dạ câu này em hiểu là bạn sẽ được miễn thuế ở cái tiểu bang đó nếu bạn có hai đứa con trở lên. Ừ, ok, stay lúc này không dịch tiểu bang mà thuế nhà nước. Thuế nhà nước dạ. Rồi ok, tiếp tục câu của dạ. Câu 2 đúng tiêu rồi. À yes, câu 2 đây. Câu số 2 em chọn B. Rồi câu B vì sao em chọn câu B? Năm nay cái từ idea là now nên là mình cần chọn một tính từ. Ừ. Thì chỉ có đáp án B là nó là tính từ, còn lại A là sẽ là động từ. Ok. C là động từ. D là vật. Ừ, ok, đây là danh từ, đúng rồi. Ok, ở đây chúng ta có chữ ideas, đúng rồi, đây là danh từ. Trước danh từ sẽ là tính từ. Ok, rồi, cảm ơn em. Tiếp tục câu số 34. Rồi, ok. Yes. Rồi, có bạn nào ngoài bạn Thu Hằng nữa không? No one. Rồi, như vậy thì Thu Hằng tiếp tục ha. Rồi, 3. Dạ, câu 3 là em chọn A. Rồi đúng, tại sao? Tính từ. Mình cũng cần vì cái document là danh từ nên cần tính từ. Ừ, ok, đúng rồi, tại chúng ta có chữ document là danh từ, vậy trước danh từ là tính từ. Ok, đúng luôn. Rồi, tiếp tục câu thứ tư. Câu thứ tư thì từ ingress là động từ. Ừ, ingress. Cần một trại ở phía sau thì sau động từ thì cần có một trại từ. Okay. Nên là chọn C. Đúng rồi, ok. Trên thì không phù hợp. Rồi ok, đúng rồi. Yeah. Rồi đúng. À rồi, bạn đã giải thích rất là tốt ha. Rồi nên không cần phải nói lại. Rồi cảm ơn em. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần kế tiếp, đó là phần so sánh. Thì bây giờ chúng ta có 3 loại so sánh: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Thì so sánh bằng á, nó còn một cái loại nhỏ là không bằng. So sánh hơn thì nó còn một cái loại nhỏ nữa là so sánh kém hơn.
Rồi so sánh nhất thì nó còn một cái loại nhỏ nữa là so sánh kém nhất. Vậy thì chúng ta có 3 loại, mỗi loại nó ra một cái loại nhỏ nữa nên tạm gọi đó là 6 loại. À, có tất cả là 6 loại. So sánh bằng thì có không bằng, so sánh hơn thì có kém hơn, và so sánh nhất thì có kém nhất. Rồi bây giờ đối với lại so sánh bằng thì cái công thức của chúng ta có đó là cái chữ quan trọng là chữ as, và cái chữ sau đuôi cũng là chữ as. Khi chúng ta thấy hai chữ as có nghĩa là bằng. Và ở đây chúng ta sẽ có so sánh bằng của tính từ hoặc là trạng từ. Thì tùy theo cái động từ phía trước, nếu động từ phía trước này là những cái động từ không phải hôm bữa mình học, tức là những động từ chỉ trạng thái đó, trạng thái hoặc là linking verb, thì lúc đó chúng ta dùng tính từ. Còn lại các cái động từ chỉ hành động thì chúng ta sẽ dùng trạng từ. Ok, rồi bây giờ ví dụ như cái câu mà tôi cho ví dụ là chiếc xe buýt này dài bằng chiếc xe buýt màu đỏ dài bằng chiếc xe buýt màu xanh, thì cái đó là tính từ. Còn bây giờ giả sử như tôi nói là tôi chạy nhanh bằng anh ta, thì ta nói là I run as fast as him. Vậy thì cái fast lúc này nó là trạng từ. Rồi, đây là trạng từ, tại vì động từ run á, là đây là động từ chỉ hành động. Vậy thì cái động từ mà cần cái trạng từ để bổ nghĩa, chúng ta vừa mới học xong, động từ thì cần trạng từ để bổ nghĩa. Và chữ fast chúng ta cũng học rồi là nó tính từ và trạng từ nó giống nhau. Rồi vậy trường hợp số 1 đó là so sánh không bằng, thì chúng ta nhớ cái thứ nhất đó là chữ as, và phía sau nó tùy, nếu đây là động từ to be hoặc là những cái loại giống hệt với động từ to be thì chúng ta dùng tính từ. Còn các động từ chỉ hành động, thí dụ như đi, chạy, ăn, ở, học, thì chúng ta sẽ dùng trạng từ. Rồi bây giờ so sánh bằng thì nó có cái nhỏ hơn cho nó, đó là so sánh không bằng. Thì khi mà không bằng thì chúng ta chỉ cần thêm cho chữ not. Đối với lại không bằng thì chúng ta thích, chúng ta có thể dùng chữ so thay cho chữ as. Thay vì chúng ta dùng chữ a, ví dụ như là nói cô Julia không cao bằng cô Maria cũng được, hoặc là chúng ta không thích nói chữ a thì chúng ta dùng chữ so đều được luôn. Rồi đối với lại những cái động từ mà gọi là động từ thường, hôm trước mình có định nghĩa động từ thường là loại động từ khi chúng ta muốn nói không thì chúng ta phải dùng chữ does not, do not. Thì lúc đó cũng vậy, khi chúng ta muốn nói không, không bằng, tức là mình thêm not, và đây là động từ thường nên chúng ta phải dùng does not, do not hay là did not. Và đằng sau đuôi cũng giống hệt như vậy, chúng ta có chữ as, và kế tiếp chúng ta phải có trạng từ, rồi kế tiếp chúng ta có chữ as. Rồi cũng giống như ở trên, thích thì chúng ta dùng chữ as, không thích thì chúng ta dùng chữ so đều được hết. Rồi ví dụ như cô Julie không làm việc chăm cẩn thận bằng cô Maria. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái kế tiếp, đó là so sánh hơn. Đối với so sánh hơn thì chúng ta cần phân biệt tính từ ngắn vần và tính từ dài vần. Thì người ta định nghĩa tính từ ngắn vần là tính từ gồm có một hoặc hai vần. Thí dụ như chúng ta có big là một vần, tại nó đọc lên một âm, set một vần, chip một vần. Rồi bây giờ nếu nó là hai vần thì người ta cũng quy định nó phải tận cùng bằng cái đuôi y dài hoặc là cái đuôi ow, thì lúc đó người ta mới xếp nó vào loại hai ngắn vần. Thí dụ ta có chữ happy, rồi vậy thì nó đọc lên nghe hai âm thì ta gọi đó là hai vần. Thì happy tận cùng nó là y dài, vậy thì người ta xếp vô loại là ngắn vần. Và chúng ta có chữ boring, thí dụ chúng ta cũng có chữ boring đọc là hai vần, tuy nhiên nó không phải là đuôi y dài hay ow nên lúc này boring người ta gọi là dài vần. Rồi vậy những cái tính từ dài vần thì chúng ta có từ hai vần trở lên, nhắc lại nha, nó là hai vần chỉ khi nào nó là đuôi y dài hoặc đuôi ow thì người ta mới được xếp, người ta xếp nó vô loại ngắn vần, còn lại là dài vần. Thì vần là gì? Vần là cái chữ mà người ta đọc lên, khi người ta đọc lên có bao nhiêu âm thì gọi là bấy nhiêu vần. Thì chúng ta có beautiful là ba vần và famous là hai vần. Rồi bây giờ đối với lại tính từ ngắn vần khi so sánh hơn thì chúng ta chỉ cần thêm cái đuôi ơ là xong. Lấy tính từ ngắn vần hoặc là trạng từ cũng được, thêm cái đuôi ơ. Và ở đây chúng ta thấy là hơn thì bao giờ chữ bắt buộc nó phải là có chữ đan. Chữ hơn thì phải có chữ đan. Rồi còn đối với dài vần thì chúng ta thêm cho chữ more. Bao giờ so sánh hơn thì nó cũng có chữ đan.
Rồi thì ở đây chúng ta lưu ý đối với lại những cái trạng từ, ở đây chúng ta chỉ lưu ý thôi ha. Thì bây giờ á, đối với những cái trạng từ thì những cái trạng từ hôm trước mình học rồi là chúng ta thấy lấy tính từ cộng cho đuôi ly, thì ở đây người ta gọi là đuôi ly nha, nên nó không được gọi là y dài. Thành ra chúng ta có là chẳng hạn như chúng ta có chữ slowly đi. Rồi vậy thì bây giờ người ta cho ở đây là dài vần chứ không phải là ngắn vần. Tại vì chúng ta đọc là slowly, slowly ha. Thì đây chúng ta sẽ là hai vần. Tuy nhiên ở đây nó không phải tận cùng là đuôi y dài mà nó tận cùng bằng cái đuôi ly. À, phân biệt như chỗ này nha. Thí dụ chúng ta có chữ nãy là happy thì nó cũng là hai vần, tuy nhiên nó tận cùng bằng y dài chứ nó không phải là tận cùng bằng đuôi ly. Thành ra đối với lại những cái trạng từ mà nó lấy tính từ cộng đuôi ly thì cái này thường là người ta xếp cho nó vào loại dài vần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp. Cái thứ hai đó là so sánh kém hơn. So sánh hơn thì chúng ta sẽ có một cái đi chung với nó, đó là kém hơn. Đối với lại so sánh hơn thì chúng ta còn phân biệt dài ngắn. Dài á thì chúng ta thêm chữ more, còn ngắn thì chúng ta thêm chữ er. Tuy nhiên đối với lại kém hơn là chúng ta không phân biệt dài ngắn. Không phân biệt dài ngắn, chúng ta chỉ cần đẩy vô chữ less là xong. Nhắc lại bao giờ so sánh hơn chúng ta cũng phải có chữ than. Rồi còn đối với lại kém hơn thì chúng ta chỉ thêm chữ less là xong. Ví dụ chúng ta có chữ less expensive, chúng ta thấy chữ expensive là dài vần, nó cũng là less. Hay là chữ fast, chúng ta thấy nó là ngắn vần, nó một vần đó nó gọi là ngắn vần thì nó cũng là less. Chứ nó không như ở trên, nếu ở trên dài vần thì ta gọi là more, còn nếu mà ngắn vần thì ta thêm đuôi er. Rồi vậy đối với so sánh kém hơn rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm chữ less là xong. Rồi kế tiếp chúng ta cần lưu ý chuyện kế tiếp, đó là những cái tính từ người ta gọi là những cái những cái trạng từ chỉ mức độ. Thì giống hồi nãy mình học đó, những cái trạng từ chỉ mức độ giống nãy bạn Thu Hằng nói là tăng cái độ khó. Thí dụ như bây giờ chúng ta có là, hồi nãy bạn có là chữ difficult, rồi có nghĩa là khó, bây giờ là extremely, rất rất khó, extremely difficult. Thì cái này người ta gọi là trạng từ chỉ mức độ. Hay là hồi nãy bạn Nhung có đưa ra hai cái chữ, đó là chữ very và rất là khó, hoặc là chữ kế tiếp là quite difficult, có nghĩa là khá là khó. Thì cái này người ta gọi là trạng từ chỉ mức độ. Thì bây giờ ở đây đối với lại so sánh hơn, chúng ta cũng sử dụng những cái trạng từ chỉ mức độ đặt trước so sánh hơn để chỉ mức độ. Và thì chúng ta có hai cái mức độ thứ nhất đó là mức độ mạnh, có nghĩa là nhiều. Chỗ này chúng ta sẽ dịch là nhiều, mai mốt chỗ này không dịch là xa nha. Thí dụ chữ pha chúng ta không có dịch là xa nha, mà chúng ta dịch là nhiều. Rồi hay là chúng ta có chữ a bit, a little, slightly thì chúng ta sẽ dịch là một chút hay là một ít. Thí dụ bây giờ chúng ta có là, chẳng hạn như bây giờ tôi là 50 tuổi, ví dụ tôi 50 tuổi, đứa em của tôi là 49 tuổi. Vậy thì dĩ nhiên trường hợp này tôi sẽ là lớn tuổi hơn em tôi, thì tôi nói là I am older than my sister. Rồi tôi lớn tuổi hơn em tôi. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, bây giờ là tôi cũng 50 tuổi, nhưng mà đứa em của tôi nó 20 tuổi. Vậy thì trong trường hợp thứ hai tôi cũng già hơn em tôi. Vậy thì bây giờ tôi cũng nói là I am older than my sister. Nhưng mà trong trường hợp 1 thì ở đây chúng ta thấy là tôi già hơn em tôi 1 tuổi. Vậy ở đây tôi có thể nói là I am 1 year older than my sister. Rồi trong trường hợp thứ hai là tôi già hơn nó tới 30 tuổi thì tôi có thể nói I am 30 years older than my sister. Thì cái này người ta cũng gọi là trạng từ chỉ mức độ để chỉ cái mức độ phía trước. Thí dụ đầu tiên là già hơn 1 tuổi, cái thứ hai là già hơn tới 30 tuổi. Và tuy nhiên có những trường hợp mình không biết. Thí dụ như mấy em với cô thì chỉ dĩ nhiên mấy em biết là cô sẽ lớn tuổi hơn mấy em. Nhưng mà lớn hơn bao nhiêu thì mấy em không biết. Chỉ biết rằng lớn hơn rất là nhiều. Vậy lúc này chúng ta không biết chính xác là bao nhiêu tuổi, chúng ta chỉ biết là lớn hơn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ nói là far, hoặc là chúng ta sẽ dùng chữ much, hay là chúng ta dùng chữ a lot older, còn nghĩa là già hơn, lớn hơn rất là nhiều. Còn trường hợp thứ hai, thí dụ như là bạn A chẳng hạn, thí dụ bạn bạn
Thùy An trong lớp mình đi với lại bạn Thu Hằng chẳng hạn, thì Thùy An nó lớn tuổi hơn Thu Hằng, tuy nhiên vì chúng ta cũng cỡ cỡ một lứa thì có thể lớn hơn nhưng mà lớn hơn không nhiều lắm, thì bạn Thùy An có thể nói với bạn Thu Hằng là tôi lớn hơn bạn một chút. Yeah, vậy thì bạn Thùy An lúc này sẽ nói là I am a little older than you. Ok. Rồi vậy ở đây chúng ta gọi cái này là trạng từ chỉ mức độ, nó sẽ đặt trước so sánh hơn. Ha? Ở đây là so sánh hơn nè. Đây là so sánh hơn của tính từ ngắn dài vần. Đây là so sánh hơn của tính từ ngắn vần. Và chúng ta đặt cái trạng từ chỉ mức độ phía trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái tiếp, đó là so sánh nhất. Thì đối với lại so sánh nhất thì cái chữ mà cần nhớ đó là có chữ the. Lúc nào nó cũng sẽ có chữ the. Rồi bây giờ đối với lại tính từ ngắn vần thì chúng ta sẽ thêm cho cái đuôi est. Và còn dài vần thì chúng ta sẽ thêm cho chữ the most. Rồi ngoài ra chúng ta cũng nhớ thêm là hai cái giới từ thông thường nó hay sử dụng, đó là giới từ in và giới từ of. Thì chúng ta có giới từ in đó, thông thường nó sẽ là chỉ số ít. Còn giới từ off đó, là thông thường chúng ta sẽ là số nhiều. Giới từ in nha, đằng sau chúng ta sẽ là danh từ số ít. Còn giới từ off thì đằng sau chúng ta thông thường chúng ta sẽ cộng cho danh từ số nhiều. Tại sao? Thì bây giờ bản thân cái chữ mà chúng ta dịch thì chúng ta cũng thấy nó rõ đó. Chữ in thì chúng ta dịch là trong. Còn chữ off á, chúng ta sẽ dịch là trong số. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta thấy là trong thì chỉ có một, còn trong số thì chúng ta có là cái nhiều. Thí dụ nói là tôi là người cao nhất trong lớp này. Vậy thì I am the tallest in the class. Vậy thì trong lớp là chỉ có một cái lớp thôi. Vậy ở đây chúng ta sẽ là in. Ra thì đằng sau nó là danh từ số nhiều. Còn bây giờ thí dụ như là Thùy An, Trâm Anh, Kim Anh. Vậy giờ Thùy An nó nói là trong ba đứa, Thùy An, Trâm Anh, Kim Anh thì tôi là đứa cao nhất. Vậy thì bạn Thùy An sẽ nói là I am the tallest và of the three. Và three ở đây có nghĩa là trong ba đứa con gái. Thí dụ ba đứa con gái, trong số ba đứa con gái tôi là đứa cao nhất. Vậy ở đây chúng ta có chữ of là trong số. Thì trong số ở đằng sau nó sẽ là danh từ số nhiều. Còn chữ in thì chúng ta dịch là trong thôi. Thì lúc đó là danh từ số ít. Rồi ok. Đối với lại so sánh nhất, nhắc lại nha. Tính từ dài vần á, thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi. Xin lỗi, tính từ ngắn vần thì thêm cái đuôi est. Dài vần thì chúng ta sẽ thêm cho chữ the most. Và đằng sau nó ta sẽ có hai cái giới từ là in và of. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có so sánh kém nhất. Thì bây giờ giống như so sánh nhất thì đối với lại kém nhất thì chúng ta không phân biệt dài ngắn. Đối với kém nhất là chúng ta không phân biệt dài ngắn, chúng ta chỉ cần đẩy cho nó chữ the least là xong. Rồi the least ha. Thí dụ như chúng ta có chữ the least interesting, vậy đây là hay nhất. Và chữ interesting là ba vần, vậy đó là dài vần, chúng ta cũng dùng the least. Rồi the least good thì ở đây cũng là the least, tại vì chữ good nó, mặc dù chữ good nó là ngắn vần thì chúng ta cũng dùng the least. Rồi trường hợp kế tiếp chúng ta sẽ có những cái trạng từ bất quy tắc sau đây. Thí dụ như chúng ta có chữ good hay là chữ well thì chúng ta cũng đã học rồi, good với well đều có nghĩa như nhau là giỏi. Tuy nhiên chữ good đó là tính từ, còn chữ well sẽ là trạng từ. So sánh thì chúng ta sẽ là better và nhất là chúng ta the best, chứ chúng ta không nói gooder hay là chúng ta không nói weller. Và tương tự như vậy chúng ta có chữ bad, badly là dở, thì so sánh nhất của nó, so sánh hơn là worst và so sánh nhất của nó là the worst. Rồi little thì là less, the least, many, more, much, the most. Many với chữ much dịch là nhiều, và so sánh hơn của nó là nhiều hơn là more, và nhất của nó là the most. Tiếp tục ta có chữ far là xa, và farther, further cũng dịch là xa. Tuy nhiên á, chữ far đó thì người ta hay dùng cho những cái trường hợp gọi là đo đếm cụ thể, tạm dịch ở đây là vật chất, mang ý nghĩa vật chất. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói là từ đây ra Huế với lại từ đây ra Hà Nội. Vậy từ đây ra Huế ví dụ là 50 km, từ đây ra Hà Nội 100 km, vậy chúng ta đo được
Dạ, vậy đo được thì chúng ta sẽ dùng chữ farther. Ví dụ mình nói là Hà Nội, từ đây ra Hà Nội xa hơn từ đây ra Huế, vậy thì mình nói là farther than from here to Huế chẳng hạn. Rồi còn chữ further thông thường nó sẽ dành cho những cái mà trừu tượng. Dạ. Rồi nó dành cho những cái trừu tượng. Ví dụ mình nói là sự tiến bộ của khoa học năm nay và vượt xa hay là đi xa hơn, nhiều hơn năm rồi, thì chúng ta thấy là nó không đo đếm được. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có những cái cách mà chúng ta phải nói theo cách học thuộc lòng. Thí dụ như chúng ta nói là muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta lại là lại nói là further information. Và muốn biết thêm chi tiết thì đổi theo số này, thí dụ vậy, chúng ta không dùng là further information. Rồi tiếp tục chúng ta có chữ old thì so sánh hơn của nó, chúng ta có hai chữ là older và elder. Thì thông thường người ta dùng á, chữ older là dùng cho vật. Ví dụ mình nói là tòa nhà này cổ hơn, cũ hơn, già hơn. Thì tòa nhà này là 100 năm, tòa nhà kia là 200 năm chẳng hạn, thì tòa nhà kia nó cổ hơn, cũ hơn thì chúng ta dùng chữ older. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng cho người, nhưng mà cái người này là người xa lạ, người ở ngoài gia đình, không phải là người trong gia đình. Ví dụ như bây giờ cô lớn tuổi hơn mấy em thì mấy em không phải là trong gia đình cô, thì cô sẽ nói là I am older than you. Còn bây giờ elder thì thông thường nó sẽ dùng cho người, người trong gia đình. Người trong gia đình, ví dụ mình nói là tôi lớn tuổi hơn em tôi thì thường người ta có thể nói là older cũng được hoặc là elder cũng được. Và trong những cách nói, ví dụ như là bà chị của tôi thì chúng ta sẽ nói là my elder sister. Chứ ít ai nói my older sister. Đó là cái phần so sánh hơn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn dùm bài tập ở dưới đây. Thì trong bài tập này người ta yêu cầu mình viết những cái từ trong ngoặc và dùng cho nó đúng hình thức. Những cái từ trong ngoặc, ok, cho nó đúng hình thức. Đây là những cái từ trong ngoặc ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có 7 câu. Rồi bây giờ bạn đầu tiên sẽ làm 4 câu, 3 câu chứ. Rồi bạn thứ hai sẽ làm 4 câu. Okay. Rồi để cho 2 phút chúng ta chuẩn bị ha. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có bài tập B, đó là chúng ta sẽ có câu 1, 2, 3, 4. Có 4 câu, ok. Rồi phần này thì cũng tương đối dễ nên một bạn làm luôn ha. Rồi phần kế chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, có 8 câu, một bạn làm 4 câu. À, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần bài tập. À, là chúng ta đưa cái từ ở trong ngoặc, người ta quy định những cái từ trong ngoặc này nè cho đúng cái hình thức. Và hình thức thì nó sẽ là tính từ hoặc trạng từ. Tại vì ở đây là so sánh. Và có thể là so sánh hơn, hoặc là so sánh nhất, hay là so sánh bằng, gọi là đúng hình thức. Rồi ok, bạn Ngọc Dân ha. Rồi bạn Ngọc Dân, câu số 1. Câu số 1 là em sẽ dùng so sánh bằng. Use this with your symptom as specifically as possible. Ok rồi, vì sao em dùng so sánh bằng nè? Cô phải ở cái này nó là
nhất nó là tính từ ly mà sao tính từ cái chỗ này đó là ly nó là trạng từ và descript nó là động từ ok cho nên em sẽ dùng rồi ok câu số 2. Đây là describe chứ không script describe đây là động từ ha vậy em ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho nó ok và ở đây người ta yêu cầu mình là so sánh bằng ok rồi tiếp tục câu 2. Người ta yêu cầu mình so sánh What is more important is that they cannot afford to move into a new building. Tại sao là more mà em so sánh hơn tại vì important nó là tính từ dài nên mình sẽ sử dụng bằng more. Ok đúng rồi ok rồi tại sao người ta dùng tính từ ở đây em? Dạ sau động từ to be á con. Đúng rồi ở đây là sau động từ to be ok rồi tiếp tục câu thứ ba. Câu số 3 em chọn là the Sushi Grill is one of the most popular restaurant in town. Thì em dùng so sánh nhất. Ok rồi tại sao em dùng so sánh nhất nè? Tại vì ở đây á là so sánh nhất em dùng the tiếp theo em dùng the most là tại vì nó là tính từ dài vần. Ok nên em sẽ dùng most. Ok đúng rồi đây là restaurant là danh từ thì trước nó sẽ là tính từ ok rồi đúng rồi đúng ok tiếp tục bài tập kế tiếp 4, 5, 6 ok tới đây là phỏng cô tới đây thôi em đúng rồi 1, 2, 3 đây được. Rồi bạn nào có thể là 4, 6, 7 rất là dễ. Rồi nếu không thì tôi sẽ gọi để tôi điểm danh nha. Ok bắt đầu bạn thứ nhất là bạn Thùy An có mặt không em? Hello Thùy An. Bạn ha. Rồi đúng em câu số 4 được thì làm còn được cứ nói sorry. Tại đây vừa làm vừa điểm danh. Hello Thùy An. Thùy em xin nghỉ thôi. À Thùy em xin nghỉ hả? Ủa đâu có bạn nào xin nghỉ là bạn Thùy Linh mà. Dạ bữa nay chị em xin nghỉ. Ủa bạn xin nghỉ gửi đâu tôi chưa biết nha. Ok rồi Trâm Anh. Hello Trâm Anh. Trâm Anh vắng em hả? Rồi tiếp tục Kim Anh. Dạ có em cô. Dạ có em. Có em mà sao em không lên tiếng nhanh vậy. Rồi Trâm Anh. Được không em? Trâm Anh ơi. Dạ dạ không cô. Rồi ok. Rồi chờ xíu đi Hồng Vân ơi. Lỡ rồi bây giờ là đợi cho mấy bạn đặt điểm danh luôn. Rồi Thùy An là vắng nha. Ok rồi Kim Anh. Thưa cô, câu này sẽ là super. Rồi, ok. Bây giờ người ta yêu cầu mình superlative là gì em? Em biết cái này là gì không? Người ta yêu cầu mình là so sánh gì em biết không? Thưa cô, này là so sánh hơn. Không, cái này gọi là so sánh nhất em. Cái này người ta chỉ yêu cầu em là so sánh nhất. Ok, rồi, vậy thì nếu là so sánh nhất thì em biết sao em? Dạ cô, nếu mà so sánh nhất thì mình sẽ là thêm cheapest là rẻ nhất ạ. Nhưng mà so sánh nhất thì bắt buộc phải có chữ gì em? Là phải có thêm chữ the. Đúng rồi, the cheapest. Rồi bây giờ theo em biết tại sao ở đây người ta dùng tính từ không em? Tại sao người ta dùng tính từ không em? Thì nó không có trạng từ của chip gì có đi đâu vậy cái gì mà có trạng từ nữa đây vậy đâu có nghĩ vậy là sao tại sao người ta dùng tính từ đây em hả em không biết nữa, rồi em không biết nữa ok rồi bạn kế tiếp thử coi có biết không nào rồi bạn Hồng Châu. Sorry. Rồi bạn Phương Đào. Sorry. Bạn Hữu Đức. Yeah, sorry. Rồi bạn Kim Dung.
Hello Kim Dung. Dạ sorry. Rồi Thùy Dương. Sorry. Rồi bạn Trường Duyên. Dạ sorry ạ. Rồi Bảo Duyên. Dạ sorry ạ. Rồi Lê Hà, Lê Thị Hà. Rồi bạn Lê Thị Hà này chắc nghỉ luôn quá ha, nghỉ tới bữa nay là buổi thứ ba rồi nha. Rồi bạn Lệ Hằng. Lê Hằng. Dạ sorry ạ. Có bạn nào biết bạn Lê Hà nghỉ luôn không vậy? Rồi tiếp tục là bạn Kim Hằng. Sorry ạ. Rồi bạn Hồng Hạnh. Dạ sorry ạ. Rồi bạn Bích Hảo. Dạ sorry ạ. Rồi Danh Hiếu. Danh Hiếu vắng em ha. Rồi Hoàng Hiếu. Dạ sorry ạ. Rồi Tuyết Hoa. Dạ sorry ạ. Rồi rồi bạn Tuyết Hoa. Rồi Thúy Hoa. Dạ sorry ạ. Rồi ok bạn Hoài. Dạ sorry ạ. Rồi bạn Thanh Hùng. Dạ sorry ạ. Rồi Trung Hưng. Bắn dạ em. Sorry ạ. Rồi Cao Hương. Sorry teacher. Rồi Ngô Hương. Sorry ạ. Nguyễn Hương. I'm sorry ạ. Rồi Hồng Hương. Hồng Hương bắn em ha. Sorry cô. Rồi Khánh Huy. Dạ yeah, sorry cô. Rồi rồi Khánh yeah, Huy. Dạ sorry. Rồi Thanh Huyền. Dạ yeah, sorry. Thanh Huyền. Hello Thanh Huyền. Bắn em ha. Rồi Đăng Khoa. Sorry. Minh Khôi. Đã có cô. Rồi trả lời được. Trả lời được không em? Đã có. Có này là rồi câu hỏi là gì Khôi? Từ giờ câu hỏi mình đừng dừng lại chỗ nào em biết không? Dạ biết con, ở chỗ tiếp với lại câu số 4 nhiều là Malaysia from. Không phải, sorry, đâu phải nói vậy đâu. Tôi đừng dừng lại tại câu hỏi nào em biết không? Câu hỏi số 4 đúng rồi, nhưng mà tôi hỏi cái bạn hồi nãy là bạn nào đây không nhớ, bạn nào đó tôi đang dừng lại chỗ cái bạn đó, cái gì hỏi chị em biết không? Cái bạn Kim Anh. Câu hỏi là cái tiếp này là mình phải thêm vô cái đuôi gì để cho dùng cho quality. No sorry, không có hỏi câu đó em. Rồi, ngồi không để ý nha. Rồi Hồng Lan. Hello Hồng Lan, vắng em ha. Rồi Nguyễn Lê. Bắn em ha. Sorry. Rồi sorry. Bùi Linh. Sorry. Khánh Linh. Sorry. Trúc Linh. Yeah, sorry. Lê Linh. Yeah, sorry. Thùy Linh. À Thùy Linh xin nghỉ. Minh Lý. Yeah, sorry. À Nguyễn Lý. Sorry. Rồi Thanh Mai. Sorry. Ngọc Mẫn. Sorry. Văn Mẫn. Sorry. Rồi Bình Minh. Sorry.
Quang Minh. Quang Minh bạn này chắc nghĩ luôn quá. Rồi Phước Minh. Rồi bạn này chắc cũng vậy. Văn Mỹ. Hello Văn Mỹ. Ba bạn này chắc nghĩ luôn đó. Hồng Nga. Dạ sorry. Dạ sorry. Dạ sorry. Rồi Quỳnh Nga. Dạ sorry. Cẩm Ngân. Sorry à. Bích Ngân. Dạ thưa cô, em nghĩ nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ. Ừ, ok, đúng rồi. Dạ, ở đây chúng ta sẽ có cái chữ này là tính từ. Tại vì ở đằng sau nó là chữ phrase, là danh từ. Người ta đang dùng danh từ là vì nó bổ nghĩa cho... Xin lỗi, người ta dùng tính từ tại vì nó bổ nghĩa cho danh từ. Minh Khôi ơi, tôi đương hỏi là tại sao ở đây người ta dùng chip là dùng tính từ nha. Chứ không phải là cái đuôi gì hết nha em. Rồi, ok. Nghe cũng không nhớ câu hỏi, cũng không biết câu hỏi nữa em ơi. Rồi tiếp tục câu số 5. Quỳnh nãy tới ai rồi nó không nhớ nữa. Nãy là tới em nào mới trả lời với em. Bích Ngân hả? Dạ. Bích Ngân rồi, ok, cảm ơn em. Mai Nguyên. Bắn em ha. Rồi Ngọc Nguyễn. Rồi Văn. Sorry. Nhân. Sorry. Rồi Văn Nhân. Hello Văn Nhân, bắn em nha. Rồi tiếp tục Diễm Nhi. Dạ sorry ạ. Rồi Nguyễn Nhi. Dạ sorry ạ. Rồi Yến Nhi. Dạ sorry ạ. Quỳnh Như. Dạ có cô ơi. Trả lời được không em? Dạ của cô là em chọn là S open S ạ. So sánh bằng ạ. À bây giờ câu thứ 5 người ta yêu cầu em là so sánh bằng. À câu số 5. À câu... Dạ thưa cô, câu số 5 là so sánh hơn á cô. Ừ, đúng rồi. Ở đây chúng ta có chữ đan nè. Đây là so sánh hơn nha. Rồi ok. Dạ. Câu này em điện gì đây? Em điện cái gì em? Dạ thưa cô là get thêm error. Đọc là ray chứ không là red, em đọc là writer. Writer. Rồi ok, bây giờ chữ ray này là từ loại gì em hả? Từ loại? À, dạ thưa cô là tính từ ạ. Đúng rồi, vì sao người ta cần tính từ đây em hả? À, dạ thưa cô, vì nó đứng trước cái, đứng sau cái danh từ của cô, cái Safeway Supermarket. Ủa nó đứng đâu? Tính từ đứng đâu em? Dạ tính từ đứng trước, đứng sau danh từ của cô. Trời đất ơi. Ủa, đâu có ai giải cái đó bao giờ được trời. Ai dạ, em sorry cô em nhầm ạ. Tại sao đây người ta dùng tính từ lắm hả? Dạ thưa cô đứng trước danh từ cô. Ừ ok đúng rồi, danh từ gì vậy em? Dạ thưa cô là danh từ variety ạ. Variety ha, dạ, là variety. Ok rồi đúng rồi em. Rồi ở đây người ta có chữ variety là danh từ, rồi nên đứng trước danh từ mình cần tính từ. Ok rồi tiếp tục câu số 6. Em là Hồng Nhung hả? Dạ Huỳnh Như em mới gặp. Huỳnh Như ok rồi. Hồng Nhung sorry. Rồi Tuyết Oanh. Dạ. Bắn em hả? Lớn lên em. Rồi Tuấn Phát. Dạ sorry. Trúc Phương. Dạ sorry. Nguyễn Phương. Dạ sorry. Hồng Phượng. Dạ sorry. Ngô Nguyên. Ngô thì Ngô bé Nguyên đó. Dạ có cô. Dạ rồi, cô sao? Cái câu 6 là yêu cầu mình làm so sánh bằng à cô? Ừ ok. Dạ. Rồi, em đọc được không? Em nghĩ là at open at ạ. Ok. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ ở đây người ta dùng as often as, đúng rồi. Ở đây chứ often là từ loại gì em hả? Trạng từ à cô?
Đúng rồi, tại sao người ta cần trạng từ đem hả? Được không em? Dạ, em thấy ở sau có gì ở go không? Ý là ở trước là có oversee. No sorry em ơi. Đừng nói lung tung em ơi nha. Rồi. Dạ dạ em okay. Dạ em xin lỗi. Rồi ok. Em là Ngô Quyên, đồng ý không? Ngô Quyên. Rồi Nguyễn Thị Bé Quyên. Dạ thưa cô, option là trạng từ ạ. Ừ, đúng rồi, tại sao trạng từ em hả? Dạ tại vì dạ trạng từ là chỉ thường xuyên đó. Đúng rồi, trạng từ đó gọi là trạng từ chỉ sự thường xuyên, nhưng mà vì sao người ta dùng trạng từ chỉ sự thường xuyên em hả? Dạ, sorry cô. Ừ, rồi Văn Rớt. Dạ sorry cô. Rồi, Đoàn Sáng. À, sorry cô ạ. Xuân Sơn. Hello Xuân Sơn. Bắn em ha. Rồi, Minh Tâm. Dạ, yeah, sorry. Rồi, Lê Tâm. Sorry. Đức Tân. Dạ, yeah, sorry. Giang Thanh. Sorry. Văn Trung Thanh. Dạ, yeah, sorry. Mai Thảo. Sorry. Nguyễn Thảo. Sorry. Văn Thiện. Sorry. Minh Thư. Hello Minh Thư. Sorry. Rồi Anh Thư. Sorry. Sorry. Ngọc Thuận. Dạ sorry. Yeah, sorry. Võ Thuận. Lê Thức. Dạ sorry. Thủy Tiên. Sorry. Duy Tiến. Sorry cô, sorry. Minh Tiến. Minh Tiến vắng em hả? Rồi. Thanh Trâm. Sorry. Quế Trân. Sorry. Đoàn Trang. Hello Đoan Trang. Vắng em ha. Đình Trí. Rồi vắng luôn nha. Rồi Tú Trinh 03. Rồi vắng luôn ha. Tú Trinh 34. Dạ sorry. Rồi Tiến Tuấn. Sorry. Cẩm Tuyền. Dạ thưa cô, sử dụng trạng từ vì em nghĩ là nó vỗ nghĩa cho nó đứng sau cái cụm động từ của cô. Cụ nghĩa cho gì em? Travel, overshare, cô là cái động từ là đi du lịch nước ngoài. Nó bổ nghĩa chỉ chữ travel thôi em, không có overshare. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi, bổ nghĩa cho động từ ha. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Em là Cẩm Tuyền, ok. Rồi, bắt đầu dạ. Tiếp tục. Ánh Tuyết, câu số 7 em. Ánh Tuyết. Dạ, sorry cô. Rồi, Lê Uyên. Dạ, sorry cô. Tố Uyên. Dạ cô là so sánh nhất cô. Rồi ok, ở đây là so sánh nhất. Rồi em để điền cái gì em? Là the best. Rồi ok. Và ở đây chúng ta thấy là so sánh nhất của chữ good. Mà chữ good là từ loại gì em hả? À, cô là tính từ cô. Rồi đúng, tại sao người ta dùng tính từ đây em hả? I'm sorry. Rồi, Hải Vân. Dạ, cô dùng tính từ để bổ nghĩa cho cái từ tourist. Tourist không chưa đủ em. Dạ, tourist attraction. Ok, rồi cái chữ chính xác của nó là chữ tourist attraction. Đây là cụm danh từ ha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ còn lại những bạn sau đây điểm danh luôn nha. Tường Vân có mặt không em?
Tường Vân. Dạ có. Hồng Vân, dạ, có. Hồng Vân 14. Thúy Vân. Dạ có. Dạ có cô. Thùy Vân. Dạ có. Thúy Vân có nha cô. Rồi Hồng Vân số 10. Hồng Vân 10. Hồng Vân 10 vắng em ha. Rồi tiếp tục là dạ Vinh. Có cô, Hồng Vân có cô. Hồng Vân số 10 á. Hồng Vân cái đuôi số mà đuôi đuôi sinh viên của em số 10 á. Hồng Vân số dạ, 4 dạ. Là 14 là có. Hồng Vân số 10. Dạ có cô. Rồi Trần Thị Vinh. Vinh, hello Vinh. Bắn em ha. Rồi Như Ý, bạn này từ giờ đi trễ nè nha, thành ra coi như là chút xíu nữa vào là nửa buổi nha em. Từ bây giờ. Dạ đó. Có ạ. Ai vậy? Cô ơi. Như Ý ạ. Cô ơi, cô dịp giùm em qua mail trường được không cô? Con em đang đăng nhập mail cá nhân á. Mail nào vô cũng được chứ, đâu có nói. Ô sao nãy giờ em gửi mấy lần mà cô không có chấp nhận. Em đợi mấy lần là vì em vào trễ. Không chứ. Có, em vô tại vì em chạy từ công ty về nhà cô. Em vô mail trường cá nhân là ngay từ đầu rồi. Mail trường em mới vô đây nè, bây giờ hỏi mấy bạn ở đây đi, vô mail nào vô cũng được, chỉ có cái là tôi chấp nhận hay không chấp nhận. Dạ thôi. Đúng rồi, là do cô không chấp nhận á. Đúng rồi, thì tại vì em vào trễ, tôi đã nói em vào trễ nên tôi không chấp nhận. Ok chưa? Thí dụ như giờ Khánh Huy nó có vào trễ nè. Khánh Huy có xin phép là cô ơi em đi về trễ. Sẵn sàng. Dạ không? Không, dạ không cần đâu cô, em xài mail cá nhân luôn cũng được ạ. Cô không cần chấp không nhận phải. Đâu. Dạ 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 vào mail cá nhân vậy chị, mail cá nhân của em đang tên gì? Dạ là y nguyên đó cô, em vô ngay từ đầu luôn mà, lúc 6 em gửi từ 5 giờ mấy đến 6 giờ. Ok. Rồi bạn Đoan Trang cũng mới bắt đầu vào này nha. Rồi Kim Yến. Dạ có. Rồi Ngọc Yến. Rồi Ngọc Yến là coi như bắn luôn ha. Rồi những bạn này chắc không có điểm danh nữa, mất thời giờ quá nha. Rồi bây giờ nói tóm lại, hôm nay chúng ta có những bạn sẽ Huy Em, Lê Hà, Danh Hiếu, Thanh Huyền, Hồng Lan. Cô ơi, nãy Danh Hiếu có điểm danh đó cô, em trả lời mà em nói sorry á, tại cô không nghe rồi. Rồi em nói thì em nói lớn lên chút xíu nha. Rồi ok. Dạ em. Rồi Hồng Lan. Rồi Thùy Linh là vắng nè. Quang Minh, Phước Minh, Văn Mỹ, bốn cái ba cái bạn này là tôi sẽ không đọc tên nữa nha, tại vì vắng tới hai ba buổi rồi, nhiều quá. Không biết có vắng luôn không mà đọc rất là mất thời giờ nha. Mai Nguyên. Phước Minh nghỉ luôn đó cô. À, Phước Minh nghỉ luôn em rồi, cảm ơn em. Vâng đúng rồi ạ. Rồi tiếp tục là Văn Nhân. Rồi Xuân Sơn. Minh Tiến. Dạ Minh Tiến có cô ơi. Sao vậy, Minh Tiến có. Rồi bạn Đoan Trang mới vào nè nha. Bạn Đoan Trang nè. Rồi Bình Trí là vắng nè. Tú Trinh 03 vắng nè. Trần Thị Vinh vắng nè nha. Rồi Ngọc Yến vắng. Rồi bạn Tú Trinh vô trễ nha em. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp cái bài kế ha. Rồi bây giờ yêu cầu chúng ta nhìn dùm bài tập kế tiếp. Như nãy tôi nói là chúng ta sẽ có 4 câu. Rồi bài này rất là dễ nên một bạn làm luôn. Ok. Rồi nào, ok. Bạn Văn Nhân, bạn Nhân Nguyễn cũng vào giờ mới vô nha em. Rồi là bán nửa buổi em ơi. Bạn Hiếu Danh đó, bạn Danh Hiếu giờ chạy ra khỏi lớp rồi, lúc đó rồi kêu tới thì đừng la nha, giờ nó không biết làm sao mà cứ chạy tới chạy lui tôi cũng biết nha. Ok chưa? Rồi
Rồi, bạn nào đây? Ok. Xuân Sơn cũng mới vào này nha. Rồi, Xuân Sơn cũng nửa buổi này nha em ơi. Xuân Sơn nè. Danh cái gì nữa đây? Rồi ok, ai đây, ai trả lời câu này? Rồi bạn Đoan Trang là bạn vào trễ nha em. Ok, nói trước nha, để nữa khỏi mất công là rồi giải thích tới luôn. Rồi Đoan Trang, câu số 1 em chọn gì đây em? Dạ, câu số 1 em chọn là câu A. Rồi, là sao em hả? Dạ. Dạ cô ấy thông cảm, tại vì mảng em yếu nó cứ rớt hoài vậy, cho nên là ca vô hoài. Ừ, rồi ok, Danh Hiếu phải không? Dạ, Danh Hiếu. Rồi ok. Rồi, thì có gì thì cứ báo lên, chứ giờ đâu biết được ha. Rồi ok, bạn Đoan Trang tại sao chọn câu A em hả? Dạ cô ơi, dạ em chọn lại cô bé cô. Ừ, tại vì em rồi. Thấy câu A ra. Rồi tại sao lại chọn cô bé em hả? Dạ ít quá. Rồi dạ cô là dựa, bạn dạ, dạ dựa những cái xe cũ. Ừ, sửa những cái xe cũ thì thường tốn phí hơn những cái xe mới ấy, cô. Thường tốn phí hơn mà. Ở đây dạ. Không xin lỗi, không dịch. Em chỉ giải thích vì sao chọn cô bé chứ không phải là gì. Không có hơn đâu, em nói là không có hơn đâu. Sorry em. Rồi chưa dạ, được em nha. Dạ, cái phí đó rồi. Không có xác định được cho nên em dùng mớt đó cô. Phí không xác định được dùng mớt à, đa dạ gì trời. Nó có phải danh từ đâu mà xác định chứ không xác định. Sorry em. Rồi dạ, bạn Võ Thuận có giơ tay không? Ừ, rồi trả lời câu 1 thì sao? Em chọn câu B đúng không? Em có chọn câu B giống thẳng không? Ừ. Ừ, rồi ok. Nào bây giờ đầu tiên này nha. Rồi có hai cách để giải thích, hoặc là em sẽ giải thích một mình câu B, hoặc là em sẽ giải thích A, B, C, A, C, D để chúng ta ra được câu B ha. Rồi bây giờ nếu em nói cái chữ match, ok, vậy nó là từ loại gì em? Ừ, ok, vì sao nó là trạng từ em? Vì sao ở đây người ta cần trạng từ em? Ủa, phần gì đâu đây? No, sorry em. Often là từ loại gì em? Ừ, còn match là trạng từ nữa. Ủa thì sao vậy? Ừ, đúng rồi, ok. Tại chúng ta có chữ cause là động từ. Rồi vậy bổ nghĩa cho động từ sẽ là trạng từ. Ok. Vậy đây là trạng từ gì em? Đây người ta gọi là trạng từ gì em? Ừ. Đấy, người ta gọi là... Rồi ok, ở đây là trạng từ chỉ mức độ, đúng rồi. Ở đây đầu tiên chúng ta có chữ as nè. Ok, đây nó có chữ as, đây có chữ as nữa thì chắc chắn là so sánh bằng. Vậy thì cái chữ most này là so sánh nhất thì chúng ta bỏ qua. Rồi chữ more này là so sánh hơn, chúng ta cũng bỏ qua. Còn lại là b và c
thì chúng ta thấy là câu C là many thì nó sẽ đi với lại danh từ đếm được. Đây là danh từ đếm được, mà cái này đó chúng ta có là cost là chi phí, thành ra nó đụng tới tiền. Tiền thì nó sẽ là danh từ không đếm được, nên lúc đó chúng ta chọn là câu B. Ok. Rồi tiếp tục câu 2 em. Rồi. Ok. Rồi chúng ta có chữ D ha. Thành ra chúng ta sẽ chọn câu C. Rồi ở đây là vị trí này là từ loại gì em? Tức là câu C đó là từ loại gì em? Vì sao nó cần tính từ ở đây em? Danh từ là chữ nào em? Ok. Đúng rồi, nó có cái danh từ vacuum cleaner. Rồi đúng. Tiếp tục câu số 3. Rồi. Rồi bây giờ ở đây chúng ta có vì sao em biết là so sánh kém hơn? Ok rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta cũng lại như vậy, nếu mà không giải thích được thì chúng ta sẽ bằng cách loại suy. Thí dụ như cái này là so sánh gì em? Câu C so sánh gì? Gì? Câu C mà so sánh hơn gì? Vậy bắt buộc khi so sánh nhất phải có chữ gì? Mà có D. Đây là so sánh gì em? Câu D. Vậy bắt buộc nó phải có cái gì hơn sao nữa em? Ok. Rồi. Bây giờ tới đây. Ha. Rồi tại sao chọn câu A em? Ok. Rồi bây giờ chữ little theo em là từ loại gì em? Nếu nó là tính từ thì nó đúng đâu em? Không, nó là tính từ luôn đó em. Vừa là tính từ vừa là cạn từ. Bây giờ mình xét đầu tiên nó là tính từ trước đi em. Nếu là tính từ thì nó phải đứng đâu em? Rồi, có bạn nào giúp bạn chỗ này không? Ok. Rồi, bạn Văn Nhân. Ok. Rồi, bạn Văn Nhân. Hello, Văn Nhân. Em có giơ tay không em ơi? Rồi, ok. Rồi, bạn Ngô Quyên. Dạ thưa cô, em tính từ thì nó sẽ đứng sau động từ, mà em thấy này nó gì tính từ mà đứng sau động từ gì trời? Áp dụng từ mấy tay tháng mấy ngày đầu. Tính từ nào đứng sau động từ? Ở đứng trước động từ. Ai giải cũng có giải cái đó nha. Rồi tới nữa rồi. Dạ. Rồi Lê Linh. Dạ thưa cô, là tính từ đứng đứng trước danh từ nhưng mà từ care hiện tại đang đứng ở trước rồi, có thể để từ trước rồi. Ok. Rồi bây giờ ở đây nếu mà chữ little đóng vai trò là tính từ thì nó thể đứng trước danh từ, mà giờ sau lưng nó sẽ là frequently ha. Vậy frequently là trạng từ là nó đứng không được. Ok. Hoặc là nói như bạn Linh thì chúng ta sẽ có chữ care là tính danh từ rồi thì chữ little nó không đứng được ở vị trí này. Rồi, rồi bây giờ hồi nãy bạn bạn Thuận có bảo là little nó có thể là trạng từ. Ok. Vậy nếu nó là trạng từ thì nó đứng đỡ cái vị trí này được không Linh hả? Alo bạn Linh. Lê Linh. Dạ, em nghe. Bây giờ giả sử như bạn Thuận bảo là cái chữ little nó là trạng từ ha.
Vậy thì bây giờ nếu nó là trạng từ thì bạn bạn để cái vị trí đó được không em? Dạ, khi cái từ trạng từ phía sau nó lại là mức độ thường xuyên rồi. Thì dạ, thường xuyên nó sẽ đứng trước, nhưng thứ tự nó phải đứng trước cái đồ mới đúng không? Rồi, ok, nó không phải theo thứ tự em à. Tức là nó đã là cái chữ này thì không có chữ này nữa. Tại vì hai cái này đều là mức độ của nó. Nên hãy chọn được cái chữ, nếu mà chọn cái chữ A thì không còn cái chữ frequently này. Còn ngược lại, có nghĩa là phải có một trong hai chữ xuất hiện thôi em. Rồi, ok, cảm ơn em. Tiếp tục, câu số 4, em làm tiếp được không? Lê Linh. Ừ. Ừ. Còn vốn là chọn xe. Ừ. Nên này là so sánh có chữ đờ trước. Rồi, có chữ đờ thì là so sánh nhất ha. Rồi, vậy thì bây giờ ở đây là có chữ đờ, vậy tại sao em không chọn câu D? Dạ, dùng là tính từ ạ. Ừ. Còn câu D nó là động từ thêm in. Ừ. Nhưng mà câu D cũng có nghĩa là tính từ luôn đó em. Câu D cũng là tính từ luôn đó. Ừ. Rồi. Ừ. Rồi, được không em? Rồi, ok. Rồi, bạn Văn Nhân có giải quyết được câu 4 không? Không em? Hello Văn Nhân. Rồi, bạn này giơ tay rồi cứ để đó hoài ra em ơi. À, không được thì hạ tay xuống ha. Rồi, ai trả lời được câu này? Rồi, hello Văn Nhân, à, hạ tay hay là để tay xuống? Giơ tay em ơi, Văn Nhân ơi. Rồi, bạn nào có thể trả lời được câu 4, tại sao không chọn câu D? Rồi, bạn Võ Thuận. Ok. Rồi, ok, ở đây á, chúng ta có cái chữ này về nghĩa thôi. Chúng ta có chữ competitive price, có nghĩa là giá cạnh tranh. Và giá cạnh tranh có nghĩa là giá rẻ. Giá cạnh tranh à, có nghĩa là giá rẻ ha. Còn bây giờ chúng ta có chữ competing. Rồi, compete, động từ compete, cái nghĩa đen của nó là cạnh tranh. Thì bây giờ nếu ai mà mai mốt chúng ta sẽ học cái bài 8 đó, chúng ta sẽ học, thì chúng ta có chữ competing, nó cũng là tính từ và nó lấy động từ cộng cho cái đuôi in. Động từ chúng ta cộng cho cái đuôi in thì động từ nghĩa gì thì nó là nghĩa đó, và động từ compete ở đây là mang tính chất, tức là hành động. Vậy competing cũng có nghĩa là cạnh tranh, và cạnh tranh lúc này là mang tính chất hành động, có nghĩa là nó đánh nhau với người khác. Thì giá nó không có đánh nhau, tại vì nó không có tay, có chân để nó đánh. Còn cái này, cái nghĩa của chữ competitive price, chúng ta nghĩa là tiếng Việt chúng ta gọi là giá rẻ đó. Chứ không dịch là giá cạnh tranh. Tạm dịch là giá cạnh tranh mà chúng ta là hiểu là giá rẻ. Còn cái chữ cạnh tranh ở dưới này có nghĩa là hành động. Hai đứa nó ganh đua nhau, nó đánh nhau. Đó là hành động, thì giá nó không có tay chân để nó làm. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, tiếp tục câu số... Bài tập kế tiếp chúng ta có tất cả là 8 câu. Rồi, một bạn làm giúp giùm 4 câu. Rồi, nào ok. Rồi, bạn nào đây? Tiếp tục Võ Thuận ha. Rồi, câu 1. Rồi, được. Ok, đúng rồi. Ở đây chúng ta cần tiếng trạng từ, tại vì chúng ta có chữ examining là động từ. Ok, đúng. Rồi, tiếp tục câu 2. Rồi, ok. Ở đây chúng ta có chữ done nên so sánh hơn. Chúng ta sẽ chọn câu B. Ok, đúng luôn. Tiếp tục câu 3. Có the nên ta chọn so sánh nhất là câu C. Ok, đúng luôn.
Rồi tiếp tục câu số 4. Vậy cái nào đây, đứng trước danh từ hay đứng sau mẫu từ? Ủa đâu có ai dạy em vậy đâu trời, tôi không có dạy cái đó. Mẫu từ ờ thì đâu có dính líu gì tới tính từ. Tính từ đứng đâu? Tính từ là đứng đâu? Ok đúng rồi, đây chúng ta có chữ ờ mau là danh từ, vậy là đứng trước danh từ là tính từ, đâu có ai mà dạy mẫu từ đâu trời. Dạ rồi tiếp tục. Rồi thank you em. Rồi 5, 6, 7, 8 now who can. Rồi bạn Văn Nhân, trời ơi từ nãy giờ em ơi, vậy em giơ tay hay là em để đó hoài không hạ tay xuống? Rồi Văn Nhân không lên tiếng thì bỏ nha. Rồi Yến Hương, Lê Hương. Cô là 5A. Rồi 5A. Cô chọn 5A. Rồi tại sao em hả? Là em chọn nó là tính từ ạ, sau bất từ của động từ kiếp. Ok. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ có động từ kiếp. Rồi kế tiếp là túc từ thì bắt buộc chỗ này sẽ là tính từ. Rồi bây giờ em thấy là câu này là từ loại gì em? Câu B. Câu B là trạng từ ạ. Bỏ qua, ok. Câu C. Câu C là nếu là so sánh nhất thì có đờ ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ có là thiếu chữ đờ. Rồi còn câu D. Câu D là so sánh bằng thì thiếu A phía sau ạ. Đúng rồi, ok. Rồi vậy em ta sẽ chọn câu A. Tiếp tục câu số A. Câu số 6 em cũng chọn câu A luôn. Ok. 6 câu A. Rồi đúng, tại sao? Tính từ là sau từ to be. Ok, đúng rồi, chúng ta có sau động từ to be thì chúng ta cần tính từ, đúng luôn. Rồi tiếp tục câu số 7. 7 chọn B ạ. Rồi đúng. Từ sau có nghĩa cho động từ update ạ. Ok, ở đây chúng ta cần động từ tại vì nó đi trước động xin lỗi trạng từ tại vì đi trước động từ update. Rồi đúng, tiếp tục câu số 8. 8 chọn C ạ, so sánh nhất ạ. Đúng rồi, the most. Ở đây chúng ta có chữ the. Rồi đúng luôn. Rồi cảm ơn em. Rồi tiếp tục bài tập kế tiếp thì trong bài tập này á, yêu cầu đầu tiên là chúng ta điền vào cái này là đã có điền rồi. Lỡ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích. Xong rồi chúng ta sẽ dịch nhanh qua cái bài ha. Rồi ok, bây giờ câu số 1, câu 9 á thì cái này là về nghĩa. A B C D đều là về nghĩa hết. Rồi bây giờ ai có thể lập dùm? No one. Rồi nếu không thì tôi sẽ gọi ai đây. Rồi bạn Ngọc Dân. Rồi bây giờ câu số 9 là đã có đáp án rồi, đó là câu A chứ announce nghĩa là gì em? Câu announce có nghĩa là thông báo. Rồi ok, còn thông báo. Rồi có nghĩa là sản xuất. Rồi ok, sản xuất. Ok. Câu C overcome có nghĩa là đã vượt qua khó khăn xử lý rồi. Ok, rồi gọi là vượt qua. Rồi. Theo là nói kể. Rồi cái đó thì khỏi dịch em. Trong câu này là không sorry. Nghe được rồi. Ok, bây giờ đầu tiên là câu số 9 là về nghĩa nên mình chỉ đợi một chút mình dịch ha. Rồi bây giờ tới câu số 10. Ok. Bây giờ câu số 10 ở đây thì người ta chọn sẵn luôn cho em rồi, cái này cũng chờ đó dịch. Bây giờ câu số 11. Ok, tại sao người ta chọn câu C? Câu số 11 chọn câu C, nó là thuộc về bên so sánh hơn. Đúng rồi, tại sao? Better. Nó có cái better. Better gì đâu đây? Trời, better gì tôi? More than. Nó là thuộc về so sánh hơn đó con. Ok, đúng rồi. Tại sao em biết là so sánh hơn? Ý là tại sao em biết là so sánh hơn? Có chữ more đó con. More ở đây có nghĩa hơn rồi. Đúng rồi, ok.
cái before đằng cuối nữa là có nghĩa là thương rồi. Rồi, ok. Câu thứ hai là có nghĩa thuộc về so sánh nhất. Rồi, bạn Mai Nguyên mới vào này nha, em ơi. Trời ơi, mấy em ơi. Rồi, câu số 11 bạn này nói đúng rồi. Ở đây chúng ta có chữ more ha. Thì ở đây chúng ta có chữ more nên chúng ta sẽ là so sánh hơn, nên chúng ta có chữ đăng. Rồi, câu số 12. Ok, ở đây người ta chọn luôn cho em là câu D. Rồi, vì sao người ta chọn câu D? Đây, em có hả? Chữ đỡ. À, đó là so sánh nhất, vì trước đó có chữ đờ. Đúng rồi, tại vì đây nó có chữ đờ. Ok, thank you. Yeah. Rồi, bây giờ em hiểu cái đoạn này như thế nào đây? Ok. Rồi, em có thể dịch nhanh qua được không? Em dịch nhanh để có thể dịch nhanh là chúng tôi vui lòng thông báo rằng vui mừng chứ đâu phải cái gì chuyện vui mừng chứ đâu có vui lòng. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang di dời cái facility là cơ sở chứ không phải là nhà máy. Cơ sở thì dạ, có thể là có nhà máy, nhà xưởng, đến một cái cơ sở facility, dạ, đến một cái cơ sở mới ở cái đường đó đã. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi cái số 10 là cái vị trí này á, thì nó phụ thuộc vào cái việc di dời, cái phát triển của relocation là việc di dời chứ không phải là vị trí. Rồi, việc di dời này là phụ thuộc vào điều chu, không phải là phụ thuộc cái sự phát triển. Điều chu là do bởi vì điều chu là bởi vì em à, bởi vì em bị nhầm, dạ, bởi vì cái sự phát triển của remarkable là đáng kể. Chứ thì hiểu là đáng kể anh. Dạ. Yeah. Bởi vì cái sự phát triển đáng kể là mạnh nó đáng quan đến sự phát triển của cái khu vực gì đó này. Rất hy vọng rằng chúng ta có thể có được dịch vụ tốt hơn. Chúng ta có thể phục vụ bạn tốt hơn cho bạn với phục vụ tốt hơn cái vị trí trước đó. Không có, thầy đang có dịch gì thời gian em nói đôi chút để đâu có bây giờ nè. Hy vọng gì, dịch lại câu này coi. Có thể rất hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có thể phục vụ tốt hơn cho bạn. Gì nữa? Với không gian giống như rộng lớn hơn trước đó. Rộng lớn hơn cái trước. Rồi. Dạ dạ. Em nói nói chung là để mà celebrate. Ăn mừng em ơi. Dạ dạ. Để ăn mừng em cũng quên rồi cái sự mở rộng này. Để ăn mừng chúng dạ để ăn mừng cái sự mở rộng này, chúng tôi dự định tặng bạn offering giống như tặng bạn 50% giảm 50% cho hầu hết những giá cả phổ thông giá cả hiện tại của chúng tôi hiện tại tôi cho ít nhất 2 tuần của tháng. Hai tuần gì nữa khoảng ít nhất hai tuần cuối của tháng. Okay. Khoảng 2 tuần cuối của tháng rồi. Yeah. Với những cái khách hàng loyal là bản địa không cô? Loyal là trung thành, tức là khách hàng thường xuyên đó. Yeah. Đối với những khách hàng trung thành thường xuyên như bạn thì chúng tôi sẽ giữ cái chức sale, cái tiền sale. Chúng tôi sẽ tổ chức. Chúng tôi sẽ tổ chức. Tổ chức cho giữ cái gì? Vào ngày 17 tháng 5 hãy đến và nhận những cái deal, những cái giảm giá tốt nhất. Trong khi
là nó xảy ra đó, trong khi cái việc điều cái việc mà bán hàng giảm giá này nó xảy ra. Ok rồi, cảm ơn em. Rồi tiếp tục. Rồi hôm sau thì cố gắng dùm ha. Rồi bây giờ bài tập kế tiếp là người ta yêu cầu mình chọn hai cái từ này thì nó viết gần giống nhau nhưng mà cái nghĩa nó sẽ khác nhau ha. Rồi ok, bây giờ câu số này nó có 10 câu. Rồi bạn nào có thể chọn giúp dùm 1 đến 5. Rồi, no one. Rồi nếu không thì tôi sẽ gọi từng bạn để là điểm danh lần hai thử coi nha. Rồi câu số 1, rồi tôi gọi ngược nha. Rồi bạn Kim Yến, hello Kim Yến. Dạ câu số dạ có 1. em. Rồi cô để cho em 1 phút để em cứ suy nghĩ đi ha. Dạ. Rồi Như Ý thứ hai nha. Dạ con. Rồi câu thứ ba là bạn Hồng Vân số 10. Câu số 4 là Thùy Vân. Câu thứ 5 là Thúy Vân. Câu thứ 6 là Hồng Vân số 4. Câu số 7 là Tường Vân. Câu số 8 là Hải Vân. Câu thứ 9 là Tố Uyên. Và câu số 10 là Lê Uyên. Cô ơi, em trả lời câu 2 trước ạ. Rồi được em. Okay. Em chọn Rồi. consecutive, nghĩa là 3 năm liên tiếp với cô. Ok, câu này có nghĩa là liên tiếp. Câu A nghĩa là gì em? Câu A nghĩa là gì em? Dạ, nó là có nghĩa thực hành gì á cô? Không, executive không phải là thực hành. Executive là cái nhà điều hành, cái người điều hành á em, cái người quản lý á. Dạ cô. Rồi ok rồi. Rồi cảm ơn em, tiếp tục. Còn bạn nào nữa không? Dạ cô, em trả lời câu 1 á cô. Rồi câu 1. Dạ em chọn là chọn câu A là consider là Rồi, được câu A quan tâm. consider. Dạ consider là được quan tâm. Còn cái kia là gọi là đáng kể. Nên em chọn câu ấy. Rồi ok, ở đây chúng ta dịch ra dịch là quan tâm hoặc là chu đáo đối với mọi người ha. Rồi ok, còn considerable là đáng kể. Ví dụ như nãy mình nói đó là sự phát triển đáng kể hay là vượt bậc. Ok, rồi cảm ơn em. Câu này hiểu là gì em? Hello, câu này em hiểu là gì vậy em? Dạ cái này là nghĩa là được quan tâm của người khác đó cô. Sao lại được? Đâu có được đâu em. Từ lỗi chỗ này là cái này là từ lỗi gì em? Cái này là quan tâm đến người khác. Quan tâm chứ đâu có được em. Đây là từ lỗi gì? Đây là từ lỗi gì? Khi tôi hỏi từ lỗi có nghĩa là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, đó gọi là từ lỗi. Cái này là từ lỗi gì em? Dạ danh từ. Trời, tại sao danh từ đây? Chà, ôi, đáng lẽ Dạ tôi không có hỏi đâu, như bạn kia tôi đâu có dạ hỏi đâu. tính 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 từ cô ạ. Tại sao là tính từ?
Tại sao đây em biết nó là tính từ? Nó đứng trước danh từ conci, nó đứng trước danh từ chị đâu ra cụm danh từ of đi. Cụm danh từ nào em? Of order. Tại vì nó sau cái từ be cơ. À, sau động từ to be. Rồi. Trời ơi. Bây giờ đầu tiên em nói là được quan tâm thì nó là động từ em à. Ở này nó đâu có được quan tâm gì đâu. Dạ. Rồi, tiếp tục. Ok, câu số 3. Câu 3, câu 4, câu 5 bạn nào làm được thì cứ cứ báo lên. À, em làm câu 6, 7. Okay. Rồi em làm câu 4. Rồi em chọn nào đây? Em chọn là in đây. Cái phần thứ hai đó. In đây. Gọi là impressive. Impressive. Rồi dạ. Cái này nghĩa là gì em? Dạ là tốc độ gây ấn tượng đó. Cái gì tốc độ ở đâu đây? Rồi. Ấn tượng. Đâu ra chỉ tốc độ? À. Cái gì ấn tượng gây, ấn tượng bởi cái gì sorry một bài phát biểu ấn tượng à một bài phát biểu ấn tượng. Còn cái câu này nghĩa là gì em? Câu A câu A là ấn tượng bởi cũng là ấn câu tượng. A này để bài kế tiếp mình sẽ học thì chúng ta sẽ dịch là bị ấn tượng. Yeah. Rồi vậy đây là bài phát biểu thì nó không thể nào là nó bị ấn tượng mà nó chỉ gây ra ấn tượng, tức là mình nghe nó mình cảm thấy thích, mình cảm thấy mình nhớ thì là mình bị nó gây ấn tượng, tức là cái bài phát biểu nó chủ động còn mình mới là bị động, nên đây là ấn tượng thôi chứ không phải là bị ấn tượng. Rồi tiếp tục. Cô là em trả lời câu 6 không ạ? Rồi câu 6. Dạ, em chọn là compatible. Compatible. Dạ vâng, okay. Rồi, compatible. Không ạ. Rồi. Compatible ạ. Hả, câu nào? Câu 6 ạ, em chọn compatible. Dạ. Là tức cái là này câu là... A hay câu B này, em nói đi. Câu A ạ. Là thích... Câu A đúng rồi thì nè, compatible. Rồi nó đi với cái từ with compatible, with là gì em? Là thích hợp ạ. Thích hợp với các okay. Thích hợp. Là gọi là tương thích. Tương thích có nghĩa là nó phù hợp đó, đúng rồi. Ví dụ như là mình có chẳng hạn như là hệ điều hành A nó phải chạy trên cái máy A chẳng hạn, thí dụ như vậy là nó tương thích. Rồi còn chữ applicable là gì em? Áp dụng ạ. Rồi okay. Áp dụng. Rồi em hiểu cái câu đó là gì em? Là tương thích với các thiết bị mới. Ok. Yeah. Rồi tương thích với các thiết bị mới. Rồi cảm ơn em, tiếp tục. Dạ em làm câu 8 cô. Rồi ok. Applicable. Rồi câu số 8. Dạ em chọn additional. Ok, dịch, additional. Dịch ra có nghĩa là có được thông tin bổ sung. Ta gọi là thêm, thông tin thêm, không ai nói bổ sung. Rồi. Yeah. Rồi, trở lại cho applicable bạn mới vừa nói là gì em? Dạ, áp dụng. Có thể em chưa able là có thể áp dụng. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp tục câu số nào nữa đây? Dạ, cô có số 9 cô. Rồi, câu số 9. Cô là em chọn persuasive. Persuasive, đọc là persuasive. Rồi, hiểu câu này là gì em? Cô có nghĩa là lập luận thuyết phục cô. Ok rồi, đây là thuyết phục ha. Rồi, lập luận thuyết phục. Rồi, sự tranh luận thuyết phục. Rồi, tiếp tục. Câu 10, câu 7, câu 5. Rồi, câu 10, ok. Dạ đó cô, em chọn disposable.
Rồi, ok, em chọn câu B phải không? Disposable, đọc là disposable. Rồi, okay. Disposable là gì em? Dạ, yeah, có nghĩa là dùng một lần coi là tách cà phê, uống một lần, dùng một lần. Ok, rồi, tiếng Việt mình dịch là dạng dạng quăng đi, vứt đi, dục đi được đó. Dạ, gọi là dùng một lần, đúng rồi, xài một lần thì bỏ. Rồi, cái nghĩa đen của chữ disposable là có thể xử lý được, có thể xử lý được, cà phê có thể xử lý được, nghĩa là dùng người quất đi, tan đi đó. Còn câu A nghĩa là gì em? Dependable. Dạ, tôi cô có nghĩa là tin cậy. Ok, rồi, gọi là đáng tin cậy ha. Tiếng Việt mình gọi là đáng tin cậy. Ok, rồi. Tiếp tục. 10, còn câu 7, câu 5. Dạ, xin chào các bạn. Em làm câu 7. Em câu 7. Rồi, ok. Dạ. Em anh chọn lên mentary câu A cô. Cái đầu tiên đó cô. Câu A là sự bổ sung. Sự bổ sung vậy em dịch là gì? Dạ là thức uống bổ sung. Bổ sung thức uống. Bổ sung thức uống là gì em? Cái làm đồ uống bổ sung. Đồ uống bổ sung là gì? Đồ uống bổ sung là gì trời? Bây giờ câu B là gì nè? Câu B gọi là miễn phí. Ok, câu B là miễn phí. Vậy là gì? Này đồ uống, uống miễn phí là free đó em. Để là em uống, em thoải mái em uống, không ai phải tính tiền. Rồi. À, câu này là câu B đó, complimentary, complimentary đó là bổ miễn phí. Rồi còn cái này là bổ sung, là thí dụ như bây giờ chẳng hạn như là cái màu sắc nó nhợt nhạt quá, thí dụ em pha màu, cái màu nó nhợt quá thì thí dụ màu xanh với màu đỏ đi, em muốn cái màu nó đậm lên chút thì em pha thêm màu xanh, em pha thêm màu đỏ, nó gọi là bổ sung em. Rồi. Rồi tiếp tục câu số 5. Dạ câu số 5 em chọn là preliminary cô. Ok, preliminary là gì em hả? Dạ là sơ bộ. Rồi ok, rồi sơ bộ. Còn câu này là gì em? Câu kia là sự chuẩn bị. Rồi ok, em hiểu cái này là gì? Dạ làm nghiên cứu sơ bộ hả cô? Ok, đúng rồi, làm nghiên cứu sơ bộ, chưa có kỹ ha. Rồi ok. Dạ. Tiếp tục câu 3. Còn bạn cuối cùng. 1, 2. Kim Yến là 1, Như Ý là 2. Rồi Hồng Vân số 10 là câu 3. Hồng Vân số 10 ơi. Nha, hồi nãy là đã bảo là có mặt ở trong này, bây giờ gọi thì không ơi nha. Ok. Hồng Vân số 10 đó, tạm thời ở đây nha. Rồi bạn kế tiếp là bạn Ánh Tuyết, thử coi câu số 3 đi em. Hello Ánh Tuyết. Dạ có em ạ. Sao em? Thì tôi quên chọn còn Fidental. Rồi, chứ khó Fidential nghĩa là gì em? Quý vị nha, người ta làm bài tập là do người ta bị gọi, còn mình cũng phải ngồi đó làm bài tập chứ không phải là người ta làm rồi mình cứ ngồi đó, là không phải chuyện của tôi nha. Dạ thưa cô, nó có nghĩa là giữ cái thông tin nó có bí mật. Rồi ok, confidential có nghĩa là bí mật, tuyệt mật. Còn confident là gì em? Nó là tự tin đó cô. Ok rồi, bây giờ hỏi thử nha. Cái này là có bạn giải thích rồi đó, nhưng mà không biết em ngồi em có nghe không. Bây giờ confidential người ta gọi là từ loại gì em? Người ta gọi là từ loại gì em?
Nhắc lại nha, từ loại có nghĩa là khi tôi hỏi từ loại có nghĩa là danh từ, động từ, tính từ đó em. Anh tiếp. Vậy tôi coi là tính từ. Rồi vì sao người ta dùng tính từ ở đây em? Nói có bạn giải thích rồi đó. Nó đứng sau danh từ information đó thôi. Ủa tính từ đứng đâu em? Tính từ thì đứng đâu em? Ừ, anh Tuyết, tính từ đứng đâu em? Thì cô là nó trước danh từ. À, đứng trước danh từ nha. Thành ra em giải thích vậy là sai rồi em ơi. Rồi, có bạn giải thích rồi đó. Biết hồi nãy Cẩm Tuyền á, Cẩm Tuyền phải giải thích câu này không em? Cẩm Tuyền. Hello, dạ, cô. Dạ dạ. Tính từ là đứng trước động từ của cô. À, đứng sau động từ. Đứng sau động từ em. Ở đâu nữa rồi? Tới đã tính từ đứng sau động từ nào đây? À. Tung. Hồi nãy em giải thích cái câu là chặn từ. À nếu không phải em giải thích thì thôi bỏ qua, nhưng mà người ta dạ, giải thích dạ. Cho cô nghe không? Dạ. Ừ. Không nghe gì hết phải không? Rồi đó. Ngồi học cũng như không. Tiến Tuấn đâu rồi? Bạn Tiến Tuấn ơi. Dạ dạ. Ừ. Cô là tính từ là đứng trước danh từ à? Bây giờ câu số 3 em có đồng ý với tôi là chữ confidential là tính từ không? Dạ có ạ. À. Rồi dạ. Bây giờ tại sao người ta dùng tính từ ở đây? Rồi đừng nói với tôi là tính từ đứng trước danh từ nha, chỗ này là không có trong trường hợp đó đâu nha. Đúng vô cái trường hợp này chứ không phải là cứ ngồi đọc công thức đâu. Rồi bây giờ bạn Anh Nguyên nè, vào trễ nè, không biết Anh Nguyên là tên gì, Nguyên Anh Nguyên ở đây. Hello bạn Anh Nguyên. Anh Nguyên là không biết cái gì Nguyên đó, không biết Anh Nguyên là cái gì đây. Rồi ok. Câu này tính từ bổ nghĩa cho trạng từ đúng không cô? Em ơi em nhìn câu 3 và em trả lời, không có trả lời lung tung. Ok chưa? Rồi bây giờ bạn Anh Nguyên, em nói bộ tính từ bổ nghĩa cho trạng từ, vậy trạng từ ở đâu? Câu số 3 có trạng từ không em? Rồi bạn Anh Nguyên xin vui lòng mở cái mic lên và trả lời giúp giùm coi nào, em là tên gì trong danh sách em ơi? Kiếm em không có ra. Rồi không không có thì coi đó nữa, rồi đừng có nói là em có mặt nha, chứ giờ tôi không có biết đâu. Ok, rồi bây giờ bạn kế tiếp coi, Tiến Tuấn xong rồi phải không? À, tới bạn Tú Trinh, Tú Trinh 34. Bạn mình giải thích rồi đó em ơi, chứ không phải là không đâu. Hello Tú Trinh 34. Dạ có rồi. Em không? Ừ? Em ơi. Dạ. Ừ. Giải thích câu 3 được không em? Dạ yeah, sorry cô. Rồi. Đình à, Tú Trinh 31. Rồi Đoan, Đoan Trang. Ừ. Dạ. Em nghe. Rồi nghe. Dạ. Nghe dạ. Thì em cứ nói đi. Dạ cái này là tính từ á cô. Thì biết rồi, từ bây giờ người ta dạ. Đi nói tính từ, người ta có nói gì khác đâu. Bây giờ câu dạ. Hỏi của tôi là gì biết không? Dạ cái này tại sao chọn đây là tính từ? Ừ. Dạ. Tại vì là information là trạng từ á cô. Không phải vậy. À quên. À, cái này là lớp, cái này là đứng, chờ chờ em xíu. À, cái này là sau linking web đi. Cái dạ, em ơi có bao nhiêu em nói hết luôn cho rồi đi em ơi, có bao nhiêu em nói hết luôn, cái nào nó cũng đúng lung tung vậy. Ủa ngay cái câu hỏi số 3 đó nha, đừng có mà đừng dở ra số 1 đi. Dạ câu số 3 cô. Ừ vậy tại sao người ta dùng tính từ, đừng có nói tôi là linking verb, một hồi là tôi hỏi tiếp linking verb là gì nha. Nói là phải biết nha, còn không nói là không nói. Dạ, link, dạ linking verb rồi cô. Linking verb là động từ gì đâu, nói nghe coi. Linking dạ. Verb là những động từ nào? Dạ, to love cô. To ai nói? Ai nói linking verb là love, love vậy em?
cô không có nói nha. Dạ. Liên inverse là những cái động từ nào đâu, nói nghe thử coi. Dạ, to look cơ cô. To look. To look. Rồi. To feel. Feel đọc cái gì vậy? Rồi, to feel, to feel. Rồi, gì nữa? To smell. Rồi, smell. Dạ, smell, to taste, to taste. Dạ, to to sound. To sound. Sound. Dạ. Rồi, vậy giờ link viên verb ở đâu đây? Vậy giờ câu số 3 là link viên verb ở đâu đây em? Hử? Cái này. So, tục từ. Rồi mời bạn Nguyễn Lan. Rồi mời bạn Nguyễn Lan Hương. Nguyễn Hương. Kép. À cô ơi, em biết cô ơi, cho trả lời lại đúng không ạ? Rồi. Quang Quang Lan Hương, để cho bạn trả lời lại giùm đi Lan Hương. Dạ. Rồi. Cái này á, là sau túc từ của một số động từ. Ừ. Là từ kép, gì? Kép, keep là giữa cô. Dạ. Clip. Dạ. Dạ giữa, giữa. Giữa là gì? Giữ. Giữ chứ đâu có giữa. Dạ, giữ. Dạ dạ, giữ. Giữ danh. Dạ. Hai động từ nữa coi. Hai cái đi em. Sao túc từ của những động từ clip nó nguyên câu là chứ không phải là đứng sau danh từ đâu em à. Rồi, hai cái động từ nữa đi em. Dạ. Động từ keep còn là sao đó. Rồi Lan Hương giúp bạn đi em. Dạ thưa cô, là câu số 3 theo em là chọn chọn tính từ confident here là tại vì đằng sau túc từ keep. Rồi bạn nói rồi, đó là keep đằng sau túc từ của động từ keep. Bây giờ câu hỏi kế tiếp của cô là gì em nghe không Lan Hương, Nguyễn Hương? Câu hỏi kế tiếp của cô hỏi bạn là gì em có biết không? Dạ em nghe bị gì ấy cô nhắc là dùng đọc rồi. Lại cho em nghe với rồi đây. Rồi cô hỏi là cho thêm hai cái động từ giống hệt như vậy, công thức nó cũng giống như vậy. Dạ là... dạ dạ thưa cô, là theo em là từ fire. Rồi một. Từ fire. Từ nữa đi anh. Dạ với từ method. Ok, từ fire dịch là gì em? Dạ là tìm thấy cô ạ. Không dịch tìm thấy em. Không dịch tìm thấy em. À, file là nhận thấy hoặc là nhận ra. À, ok. Nhận thấy nha, chứ không có dịch tìm thấy đâu. Rồi, ok. Rồi, xong. Quý chị nào biết thì nói nha, không biết thì đừng có nói tùm lum nha. Ok. Rồi, bây giờ bài tập B đó thì người ta yêu cầu mình tìm những cái từ ở trên bài tập A. Đây là những cái từ trên bài tập A, điền vào chỗ trống cho nó phù hợp. Rồi bây giờ cái này là về nghĩa luôn, nên chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ dịch qua dùm. Có 3 câu. Rồi bạn nào có thể làm dùm câu 1, 2, 3. Rồi who can, không có thì tôi sẽ gọi nha. Ok. Cho xung phong, nếu mà không có xung phong thì tôi sẽ gọi. Rồi ok. Nguyễn Hương tiếp tục ha em. Dạ thưa cô, là bài tập B câu 1 theo em là preliminary, đọc là preliminary, đọc là preliminary. Dạ. Nghĩa là gì? À xin lỗi, dịch câu này là gì em? Những câu này là tất cả sơ bộ
cái gì again đọc lại cái thời gian cái gì sơ bộ em hiểu là tất cả sơ bộ được em ơi, cái gì sơ bộ, bây giờ em dịch thì em phải dịch cái gì trước? Sorry em nha. Trời ơi dịch vậy mà sao dịch được? Rồi. Bạn nào có thể đây? Rồi, nếu không thì bây giờ là bạn thứ nhất. Rồi, bạn Yến Hương hả? Rồi, Yến Hương. Cô là tất cả các cuộc kiểm tra sơ bộ sẽ được tiến hành cùng một lúc ạ. Ừ, ok. Dịch là phải dịch danh từ đi trước em ơi. Gia danh từ là examination, là việc kiểm tra rồi mới tới sơ bộ. Chứ dịch cái gì? Tất cả sơ bộ, sao dịch? Rồi, tiếp tục bạn Yến Hương, câu 2. À, dạ em chọn impressive ạ. Ừ, rồi theo em là chữ impressive là người ấn tượng nhất mà tôi từng gặp. Ừ, ok. Rồi tiếp tục câu thứ ba. À, câu ba là consecutive. Consecutive đọc là consecutive. Consecutive. Dạ dạ. Rồi consecutive. Rồi, em dịch câu này là gì? Em hiểu câu này là gì em? Dạ, ông Lee đã giành được giải thưởng trong 5 năm liền. Ừ, ok, giải thưởng nhân viên giỏi nhất đó, trong 5 năm liền. Ok rồi, dạ. Cảm ơn em. Tiếp tục bài tập kế tiếp. Ở đây là có hai câu, chúng ta cũng là về nghĩa thôi ha. Rồi ai có thể chọn giúp giùm. Ok, 1, 2 làm luôn ha. Ai đây? À, rồi Ngọc Dân. À, câu 1 em chọn gì em? Câu 1 em chọn B, considerate. Rồi câu A nghĩa là gì, nhắc lại nè. Câu A consider. Considerable. Considerable. Là có thể quan tâm. À, mày. Em quên xem này, em ghi cái nghĩa cái từ này. Trời ơi, có sắp có gì hết trơn thì làm ơn đi giùm. Là đáng kể không? À, gọi là đáng kể. Rồi. Dạ, đáng kể. Kiểu như là... Cái từ consider đây có nghĩa là quan tâm. Rồi, quan tâm. Trong ngày dịch là chúng tôi muốn bạn quan tâm đến những cái điều khác khi bạn ở trong thư viện. Chúng tôi muốn gì? Ừ, muốn bạn quan tâm những người khác. Rồi tiếp tục câu kế. Câu kế em sẽ chọn câu C này là gì? Khoan xin lỗi, câu C nhắc lại. Câu C là confidential, có nghĩa là cái kia là tự tin. Để em coi này, là em ghi trên đây là bí mật. Ừ, ok, bí mật. Câu D là so sánh. No. Comparable mới là so sánh cho em. Toàn diện cơ. Ừ, ok, toàn diện. Rồi, tiếp tục câu số 2. À, câu số 2. Câu 2 em chọn câu C. Rồi, câu chọn là câu C. Ok, câu này là gì nè? Disposable. Là hãy liên lạc với văn phòng của chuyến bay nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về cái chuyến bay của bạn. Ừ, ok. Câu A nghĩa là gì em? Disposable. Đại bạn có dịch rồi đó. Disposable là dùng một lần không? À đúng rồi, disposable là dùng một lần. Rồi gọi là có thể quăng đi, có thể dục đi, xử lý đi được. Rồi dùng một lần, ok. Rồi tiếp tục. Còn câu B là đáng kể rồi. Rồi câu D. Câu D là... Mới vừa nói xong đó em.
complimentary là ca ngợi cô. No. Ông bài này nó không có ca ngợi, mới học xong đó là miễn phí em ơi. À, miễn phí cô có em có ghi miễn phí. Có ghi mà em không thuộc thì cũng không, cũng bằng không. Ok rồi, xong bỏ qua. Rồi, vậy thì bây giờ ở trong cái bài số 7 này, cái cần nhớ cho tôi đó là gì? Chúng ta sẽ nhớ cho đó là tính từ. Rồi, việc thứ nhất chúng ta cần nhớ đó là vị trí của tính từ. Vị trí của tính từ đó thì chúng ta nhớ thứ nhất đó là nó đứng trước danh từ. Đứng trước nha, chứ không có đứng sau nha, một hồi nói lung tung. Rồi, vị trí thứ hai đó là đứng sau các cái linking verb. Rồi, linking verb là hồi nãy bạn đã liệt kê rồi. Kế tiếp là nó đứng sau các cái động từ chỉ trạng thái. Rồi, động từ chỉ trạng thái thì nó có rất là nhiều chữ. Thì chúng ta chỉ cần nhớ dùm cho một chữ đó là động từ to be đó. Rồi, động từ chỉ trạng thái. Rồi, cái thứ tư đó là nó sẽ đứng sau túc từ. Đứng sau túc từ của những cái tính, của những cái động từ mà chúng ta phải học thuộc lòng. Và một cái chữ mà chúng ta hay gặp nhất đó là chữ make á. Ví dụ make me sad, make me happy chẳng hạn. Rồi hồi nãy bạn có đưa ra cái chữ find nè, hoặc là cái chữ prove nè. Rồi đó là những cái mà chúng ta cần nhớ. Rồi bây giờ cái thứ hai đó là trạng từ. Thì bây giờ trạng từ thì chúng ta nhớ cái thứ nhất đó là trạng từ chỉ thể cách. Rồi trạng từ chỉ thể cách á, thì nó lấy cái tính từ cộng cho cái doily và nó bổ nghĩa cho động từ. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có trạng từ chỉ tần suất. Rồi trạng từ chỉ tần suất đó thì chúng ta sẽ có hai nhóm. Và cái nhóm một tạm gọi nha, gọi là nhóm một thì nó có cái chữ đó là chữ always. Rồi cái nhóm hai đó cũng gọi là tạm gọi thôi, nó có nhiều chữ trong đó nhưng mà chỉ nhớ một chữ thôi. Nhóm hai đó là cái chữ everyday. Thì trạng từ chỉ tần suất đó nó có thể bổ nghĩa cho cả câu hoặc là nó bổ nghĩa cho động từ, bổ nghĩa cho cái cả câu luôn hoặc là bổ nghĩa cho động từ. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có trạng từ thứ ba đó là trạng từ chỉ mức độ. Rồi trạng từ chỉ mức độ đó thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái vị trí của nó đó, tức là nó bổ nghĩa luôn đó, thì nó sẽ đứng trước tính từ hoặc là đứng trước trạng từ. Giống như bạn hồi nãy nói là mức độ khó đó, khó thì cái mức độ khó của nó như thế nào. Rồi cái đó là xong. Thì kế tiếp nữa chúng ta nhớ dùm cho đó là so sánh. Thì giờ so sánh nó có ba loại, đó là so sánh bằng với các nhá. So sánh bằng thì trong cái so sánh bằng thì chúng ta có một cái nữa đó là so sánh không bằng. Rồi so sánh bằng thì chúng ta cứ nhớ đó là chữ AA. So sánh không bằng thì chúng ta thêm cho chữ not rồi tới chữ AA. Rồi kế tiếp đó là so sánh hơn. Thì hơn thì chúng ta sẽ có kém hơn. Thì trong so sánh hơn thì chúng ta sẽ có là tính từ ngắn vần. Rồi tính từ ngắn thì chúng ta thêm cái đuôi ơ. Và bắt buộc so sánh hơn thì lúc nào nó cũng có chữ đan. Kế tiếp đó là tính từ dài vần. Thì tính từ dài thì chúng ta sẽ thêm cho chữ mo. Dạ, rồi kế tiếp chúng ta có kém hơn thì chúng ta chỉ cần thêm cho nó chữ less là xong. Rồi kế tiếp là chúng ta có so sánh nhất. Thì so sánh nhất thì nó sẽ có một cái nhỏ đó là kém nhất. Rồi so sánh nhất thì bắt buộc nó sẽ có chữ the. Đối với lại ngắn vần thì chúng ta sẽ thêm cái đuôi est. Đối với dài vần thì chúng ta sẽ là the most. Còn kém nhất thì chúng ta chỉ cần thêm cho nó the least. Rồi đó là toàn bộ cái bài học bài số 7. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài số 8 phần nghe nha. Nhắc lại là